ven đê sông Hồng, vùng đất bãi của xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội, bạt ngàn màu xanh của cây chuối. Với tổng diện tích canh tác trên 200 hectare, địa phương này được xem là thủ phủ của cây chuối. Nhiều năm về trước, cây chuối được người dân địa phương trồng tự phát, không tập trung, manh mún và thiếu đầu tư. Từ khi anh Sái Văn Triệu ở thôn Hoàng Xá mạnh dạn đầu tư trồng 70 hectare chuối tây xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hiệu quả cao, hàng trăm hectare đất hoang của xã Hoàng Kim được cải tạo để trồng chuối tây theo chuỗi cung ứng sản phẩm. Sau 5 năm trồng thử nghiệm chuối tây, đến nay gia đình anh Triệu đã có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại xã Hoàng Kim. Nơi đây thì cũng rất là nổi tiếng với những bãi bồi ven sông như thế này. Và chính từ những bãi bồi này thì đã có một người nông dân đam mê với tình yêu nông nghiệp và tạo nên những trái chuối, những buồng chuối để có thể có chất lượng cao và xuất khẩu đi Trung Quốc, đem lại thu nhập lớn cho gia đình mình. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng tôi hãy đến gặp anh Triệu và tìm hiểu về câu chuyện thú vị này của anh. Em chào anh. Chào em. Anh đang làm gì đây ạ? Anh đang nẻo những cái mầm chuối. Vâng. Để rồng. Đây là những cây chuối giống hả anh? Đây là những cây chuối giống. Vâng, thế sao em thấy ngày xưa hình như là các cụ em thấy là nếu một cây chuối giống mình phải để nguyên cả một cái cây dài, cây to cơ mà. Thì ngày xưa các cụ là như vậy, nhưng mà đến bây giờ thì bọn anh là chỉ để khoảng độ từ 4 đến 50 phân thôi. Dạ. Thì cây chuối nó phát triển nó nhanh nảy lọc hơn. Ừ. Chứ còn nếu mà rồng cả lá thì đợi nó héo, nó thối cả cái đoạn dài nó rất là lâu. Mà nó lâu phát triển, chậm phát triển. Em cũng được biết là nếu như mà mình trồng cái cây này thì cái chọn cái cây giống này này thì là mình phải chọn những cái cây mà nó phải tốt đúng không ạ? Nó phải tức là không bị sâu bệnh. Cây chuối tây này nó khác hoàn toàn với cây chuối tiêu. Cây chuối tây là nó có bệnh là ở trong cái củ. Thí dụ như củ như thế này là nó không có bệnh thì nó sẽ trắng như thế này. Là nó không có một cái vết đỏ tím, đỏ đen ở trên củ. Còn nếu nó củ như thế này thì 100% của bệnh thì mọi người là phải chặt nát đi để mọi người rồng nó không bị lẫn. Củ bệnh này nó sẽ lây ít nhất ra khoảng độ 4-5 cây bên cạnh. Thì là nó sẽ hỏng. Nó không chết ngay nhưng đại ý là đến lúc nó vẫn lên phát triển bình thường. Tốt như bình thường nhưng mà sau này nó phải đến lúc chuẩn bị chỗ buồng nó mới vào, bắt đầu nó mới vào bệnh. Riêng cái cây chuối tây là như thế. Gia đình anh Sái Văn Triệu là hộ đầu tiên ở xã Hoàng Kim đưa cây chuối tây ra trồng trên đất bãi và hiện có diện tích lớn nhất xã lên tới 70 hectare. Cùng với 70 hectare chuối ở xã Hoàng Kim, anh Sái Văn Triệu còn thuê đất trồng 200 hectare chuối ở tỉnh Phú Thọ. Toàn bộ chuối thu hoạch, gia đình anh Triệu đều xuất khẩu sang Trung Quốc. Tổng hiện giờ của tôi ở đây là nó khoảng độ tầm 70 ha. Trên Phú Thọ của tôi có khoảng 200, hơn 200 ha. Thì với cái sản lượng chuối thì mỗi 1 ha thì 1 ha thì nó cho vào khoảng độ 40 tấn trên 1 ha trên 1 năm. Nếu như mọi việc mà thuận lợi thì cái 270 ha này doanh thu nó đạt khoảng độ tầm 80 tỷ đến 100 tỷ. Trên một năm. Khởi nghiệp từ nông nghiệp tại mảnh đất quê hương từ năm 2008 với đủ loại cây trồng. Năm 2011, anh Triệu bén duyên với cây chuối tây và chính cây trồng này đã giúp anh đổi đời. Tôi thì sinh ra đến một gia đình nghèo, đi xây dựng thì một là mình cũng thật thà, đi làm cai chủ công trình nhân công thôi, nhưng mà mình thanh toán tiền công nhân đầy đủ nên là nó cái lợi nhuận xây dựng nó không được bao nhiêu. Đến lúc về quê sinh ra dòng chuối này thì nói thật là nó cũng thiếu thốn. Thứ nhất là lúc đó đi dòng chuối này thì đó là cũng hai bàn tay trắng, không có một cái gì cả. Làm nông nghiệp thiếu vốn nhiều, bản thân lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Ngoài niềm đam mê nông nghiệp ra, thì anh Triệu khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Cũng may cho anh Triệu,
Ở thời điểm đó, rất nhiều hộ ở Hưng Yên tìm về mảnh đất hoàng kim này để khai thác trồng chuối tây. Anh Triệu tính toán, từ Hưng Yên họ phải tìm về đây thuê đất để canh tác. Chắc chắn mảnh đất này phù hợp để trồng chuối tây. Suy nghĩ này đã giúp anh Triệu mạnh dạn vay mượn thuê đất anh em, bắt tay vào tìm hiểu về cây chuối tây. Với đất là bỏ không, không có ai làm gì cả. Thế các anh Hưng Yên lên thuê là khoảng độ 300.000 một sào, thì nó tương đương với khoảng độ 8 triệu một hát. Thì trong khi đó là bắt đầu tôi mới mấy anh Hưng Yên là cùng trồng chuối. Thì trước khi lên thì tôi cũng không hiểu gì về chuối. Thì cũng có được mấy anh ở Hưng Yên anh lên, anh ấy giúp đỡ. Thứ nhất là về cái khâu chọn giống, biết nào cây bệnh. Thì thật ra anh cũng không giúp đỡ bằng tay đâu, nhưng mà thật ra là lúc bấy giờ nó không có cây giống. Nên anh chỉ có giúp đỡ qua điện thoại, anh chỉ đạo qua điện thoại. Thì tôi mới một số anh em khoảng 10 công nhân đi mua giống. Trong 8 tháng rời thế thì đi đánh giống về để dòng, thì thật ra là cái đồng vốn nó cực kỳ là thiếu thốn. Không có một cái gì cả. Nói chung là cứ đi vay giật vay lóng mỗi người vài triệu để được thì lại mang giả giống người ta, xong lại trở về lại trồng. So với những cây trồng trước đó, bắt tay vào trồng chuối, anh Triệu không mất nhiều công chăm sóc. Đầu tư giống một lần là được thu hoạch trong nhiều năm. Cây chuối cũng ít sâu bệnh nên không tốn kém chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Có thể là 4 năm, 6 cây chẳng hạn. Thế nhưng sau 1 đến 2 năm canh tác, anh Triệu đã gặp khó khăn khi toàn bộ cây giống cổ đã bị bệnh. Cây chuối không phát triển, thậm chí thất thu đến 80%. Tôi trồng từ tháng 8 2011 đến tháng 3 2012 mới có đủ được 6 vạn cây giống. Thì trong khi đó cái năm đó thì từ sau này thì đến lúc cái giống nó là cái giống cổ của mình ngày xưa thì nó cái tỷ lệ bệnh nó cao hơn. Ví dụ như đất đẹp, đất mới chỉ được khoảng thu 70% là cao lắm rồi. Còn nếu như mà không biết chọn thì có khi là trồng xong là cũng gần như là không thu được bao nhiêu, 20 đến 20%. Thế sau thì chúng tôi mới nghe thấy ông ở Hải Dương thì mất khoảng 35.000 một cây. Thì về anh em bắt đầu là nhân giống từ năm đó, đến bây giờ thì mới có đủ để giống cho mình trồng. Tôi cứ nghiên cứu là trồng cây chuối thì tôi cứ hàng ngày tôi nhìn, xong để tôi phân tích ra nó, xong tôi rút cái kinh nghiệm từ đó, mới cộng mấy đi những người đi trước thì người ta có thể là làm, thì mình mỗi một ngày một làm mình phải một nghiên cứu. Thí dụ như ngày xưa tôi có nhớ là mẹ tôi có mang khoảng độ 40 cân lân ra bỏ cho một sào lúa Bắc Bộ, thì trong khi đó cái sào lúa đó năm đó cho thu hoạch rất là cao, rất là tốt. Thì tôi nghĩ là cái cây chuối thì nó là cái cây tôi sử dụng bằng phân lân nhiều hơn tất cả các phân gì khác. Nếu như nhiều nông hộ sau khoảng 2 đến 3 năm trồng chuối, năng suất trọng lượng buồng sẽ sụt giảm, thì với sự mây mò tìm cây giống chất lượng cao, cùng với đó là cách chăm sóc từng cây chuối tây rất tỉ mỉ, đúng kỹ thuật. Nên vườn chuối tây này của gia đình anh Triệu, dù đã khai thác nhiều năm, nhưng mỗi buồng chuối xuất vườn luôn có trọng lượng đạt từ 25 đến 30 kg. Chuối đã cho thu hoạch, chất lượng tốt. Thế nhưng anh Triệu lại tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường đầu ra. Cái năm đầu là tôi làm thì chúng tôi bán cho khách hàng nội địa. Mình phụ thuộc là hôm nay người ta chỉ chặt được có mỗi một xe ở nội địa, người ta chỉ được có 100 hay 200 buồng thôi. Đâm lên là nó rất là lâu. Thế thì cũng không được trôi chảy lắm. Năm 2014 thì khi đó là đến tháng Giêng. Mùng 7 tháng Giêng thì tôi tự mày mò lên Trung Quốc. Thì tôi cũng được nhờ có lúc may tôi gặp được một cái anh sang gặp anh đồn trưởng đồn biên phòng. Thì tôi có đưa ảnh chuối cho là ở dưới quê nhà em có chuối. Thì tôi có đưa cho anh ta xem thì nhờ anh ta giúp đỡ tìm hộ khách hàng. Thì may quá anh ta cũng là người Hà Nội. Thì anh ta cũng tốt. Thứ nhất là anh ta là người tốt. Thì anh ta giúp đỡ tôi là tìm hộ khách hàng. Thì anh điện cho khách hàng đến thì tôi gặp khách hàng đó.
Thì xong tôi nhờ khách hàng đó chuyển cho tôi sang gặp khách hàng Trung Quốc. Thì từ đó là tôi xuất sang Trung Quốc, đại mọi việc từ năm đó giờ là thuận lợi. Từ thuận lợi này, anh Triệu tiếp tục mở rộng diện tích. Từ một vài hecta ban đầu, giờ đây anh Triệu đang sở hữu 70 hecta đất trồng chuối tại Hoàng Kim. Sau gần 10 năm phát triển cây chuối Tây, anh Triệu chẳng những làm giàu được cho chính mình và gia đình, mà còn giúp cho khoảng 20 lao động tại chỗ có việc làm ổn định, với thù lao 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Về đây cũng được chục năm, hơn chục năm rồi. Giờ làm thì hàng tháng thì anh em làm nó đông, anh Triệu giả thì không cán, thì nếu mà làm nó theo thời vụ, lúc nào nó bình thường thì nó rơi vào 6, 7 triệu một tháng, còn vào những thời vụ vất vả thì cũng 10 triệu trên 10 triệu một tháng. Đối với xã Hoàng Kim thì có khoảng 70 hecta chuối, thì anh thuê khoảng thường xuyên từ 10 đến 20 công nhân. Còn đối với công nhân thời vụ thì riêng anh Triệu này thì có một cái đặc biệt là anh thuê công nhân mà thuê ra nhờ Ủy ban Nhân dân thuê trên loa. Có nghĩa là anh bao nhiêu công nhân ra anh cũng nhận, và mỗi buổi anh trả cho 100 nghìn, một ngày là 200 nghìn mà xong phát là lấy tiền luôn. Không chỉ tạo việc làm cho nhiều người dân trong vùng và các tỉnh bạn, anh Triệu còn cung cấp cây giống, chuyển giao kỹ thuật và thu mua chuối Tây cho hàng trăm hộ tại địa phương. Anh Nguyễn Văn Nam ở xóm 6 xã Hoàng Kim, nhiều năm trước, anh thầu hai mẫu đất đào ao thả cá, nuôi lợn, nhưng rất vất vả, dịch bệnh nhiều, thu nhập bấp bênh. Cách đây một năm, được anh Triệu tư vấn hỗ trợ phát triển cây chuối Tây. Ngay trong năm đầu tiên, anh Nam đã thu về khoảng 200 triệu đồng. Mỗi buồng là chú Triệu là giả tôi từ 150 đến 170 một buồng. Thu năm ngoái mới là năm đầu tiên. Năm tôi thu được mới là được tổng mà dồn lại thì mới được là gần 2.000 buồng. Đấy. Thì nhân giá 150.000 lên thì là tôi được khoảng 200 gì đó. Trừ chi phí đi thì tôi được còn năm đầu tiên phải đầu tư ra cả cây giống mới thuốc thang cây giống nhiều hơn với tiền đất thì tôi vẫn còn được khoảng tầm 5 đến 70 triệu. So với mọi năm chăn nuôi ấy, thì là so với trồng chuối này thì là tôi thấy là tôi trồng chuối lợi nhuận và năng suất hơn. Tôi đã mua cho bà con từ 24 đến giờ. Còn bây giờ thì có một số anh em họ cũng lên chợ Trung Quốc cổng. Thì đại là cái lượng chuối này thì cứ tôi mua giúp bà con một ít, còn một số anh em giúp một ít, mỗi người giúp một ít. Thì mỗi năm thì có thể là tôi mua cho bà con. Có những năm thì nếu tôi mua nhiều thì khoảng độ 500-700 tấn, có năm thì 200-300 tấn, bà con có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Hiện mỗi năm, anh Triệu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gần 4.000 tấn chuối Tây. Niên vụ vừa qua, một ngày anh Triệu xuất sang Trung Quốc khoảng 6.000 buồng, doanh thu lên đến vài chục tỷ. Trừ chi phí, anh Triệu lãi hơn 10 tỷ đồng. Tôi có được đến trang trại lớn đến ngày hôm nay thì tất cả do cái cây chuối này nó khởi sắc lên và giúp cho công nhân và mọi người có công việc làm. Tôi nghĩ là đúng hướng, tôi hài lòng với cái cuộc sống mà tôi rất là may. Tôi sinh ra lớn lên một vùng quê, nó có một cái bãi phù sa như vậy để cho tôi khởi nghiệp. Chứ nếu như mà sinh ra vào một vùng khác thì tôi sẽ không có đến ngày hôm nay. Với số vốn khởi đầu của anh Triệu thì mới có chỉ tính ra trên đầu ngón tay là vài chục triệu thôi. Thì đến bây giờ của anh Triệu, vốn trong tay của anh đến hiện nay là anh có khoảng tính đến tầm vài chục tỷ và trăm tỷ rồi. Mỗi năm xuất khẩu hàng nghìn tấn chuối Tây sang thị trường Trung Quốc, tạo việc làm ổn định cho hàng chục công nhân, tiêu thụ sản phẩm chuối cho nhiều nông hộ. Đó là dấu ấn của anh Sái Văn Triệu, tỷ phú chuối Tây đất Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội. Từ thành công này, anh Triệu đang tiếp tục vận động các hộ dân thực hiện mô hình hợp điền để chuyển sang trồng cây ăn quả tập trung, khai thác hiệu quả vùng đất bãi, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con nơi đây.